Lan TV xin kính chào đến tất cả của chú anh chị và các bạn. Chúc mừng anh chị và các bạn, đây là con đường Hai Bà Trưng. Phía bên trái là khu chợ Tân Định, một ngôi chợ rất là xưa, và giờ này là khoảng 5 giờ chiều. Mời anh chị và các bạn, chúng ta sẽ đi dạo một vòng khu chợ Tân Định, rồi mình đi con đường Hai Bà Trưng đi về. Đây là con đường Hai Bà Trưng đi về hướng ngã tư Phú Nhuận. Bên kia là Phan Đình Phùng. Con đường Võ Duy Huy ngày xưa. Giờ xe đông quá, chúng ta sẽ đi bộ qua bên kia, đi vòng vòng vô khu chợ rồi đi về Hai Bà Trưng ha. Hôm nay mời anh chị và các bạn chúng ta đi bộ đã luôn. Đây là ta bán trái cây, bán bánh tráng trộn tại khu nhà lòng chợ. À, buổi chiều chợ không có đông bằng buổi sáng. Bỏ đại luôn, bỏ đại cái đây nó còn mấy hơn nữa. Trái cây đây nhìn tươi nhá. Ở đây cũng giống như ở chợ Bến Thành vậy đó, nhưng mà ở đây thì không có đông du khách bằng. Tới đây là khu bán thịt. Sau khu sớm chợ, khu này thì bán cá, bán thịt. Chợ chiều thì ở đây không có như các khu chợ khác, chiều thì hơi vắng. Đây là con đường Mã Lộ. Các sạp rào. Ở đây là con đường Nguyễn Hữu Cầu, đường Nguyễn Hữu Cầu hướng ra Hai Bà Trưng đây nè. Khu này bán rất là nhiều tiệm vàng nha. Bên đây là khu ăn uống của chợ. Chợ cũng đầy đủ các gian hàng quần áo, thịt, cá, ăn uống, trái cây. Đây có ngôi nhà rất là xưa nè, mà ngày nay cho thuê kinh doanh vàng bạc đá quý. Một ngôi nhà có kiến trúc giống như là ở khu góc đường Thủ Khoa Huân như là Hên Tôn đó. Biệt thự cổ. Quá trời tiệm vàng đây luôn. Vàng lúc này lên giá lắm. Lúc trước ai trữ vàng là lúc này là rất là nhiều tiền rồi ha. Những người xưa, người lớn hay có thói quen để dành vàng lắm. Như thời ba mẹ Lan Vy rồi đó. Cũng hay hồi xưa hay tích góp, lâu lâu mua được một chỉ để đó. Hồi xưa thì không có gửi ngân hàng, chôn dưới đất đó, lâu lâu phải đào lên coi nó còn ở vị trí đó không, hay nó chạy đi vòng vòng. Đôi khi chôn sâu quá là nó chạy xa lắm. Nhưng mà anh giờ mua vàng không nổi.
Và đây là con đường Hai Bà Trưng nè. Phía bên kia là những tiệm bán vải, quần áo, áo dài đồ đó ha. Bây giờ các gian hàng, các sạp bị nghỉ rồi. Bắt đầu các hàng quán ăn uống chuẩn bị dọn ra. Và đây chiều là hồi nữa là sẽ có xe bán cháo ngay vị trí này nè, cháo ếch Singapore. Rồi ta qua đường thôi. Không biết đã bao lâu rồi cô chú anh chị chưa có đi bộ lòng vòng ở Tân Định này. Hôm nay giống như là chúng ta được được đi bộ, được dạo quanh Sài Gòn. Phía bên trái là khu nhà thờ Tân Định. Buổi chiều các bạn trẻ hay tới đây để chụp hình lắm, đặc biệt là du khách nước ngoài. Chúng ta tới nhà thờ Tân Định chụp hình giờ này nè. Giờ này cũng còn sớm nên hình ra chụp hình nó đẹp. Trưa thì nắng quá, tối thì không thấy đường. Giờ này là đẹp nhất, nhưng mà hôm nay là ngày cuối tuần nên thật ra là giáo dân đi lễ đó. Nên du khách chưa có vô. Giờ này là khoảng 5 giờ chiều à. Thì ta xây nhà ở Sài Gòn nè. Xây nhà ở Sài Gòn nó khác xây nhà ở nước ngoài. Ở Sài Gòn trước khi xây đó là người ta làm cái móng rất là kiên cố, có khi là đào rất là sâu và đóng rất là nhiều những cái cọc, sau đó mới xây lên từng tầng. Đây là con đường Đinh Công Tráng. Đi vô có quán bánh xèo 46A Đinh Công Tráng. Rất là nhiều các bạn trẻ tới đây chụp hình, nhiếp ảnh gia hay là TikToker hay là Facebooker, rất là nhiều luôn. Ở nhà thờ Tân Định hôm nay có thêm YouTuber nữa. Ngôi nhà thờ rất là đặc biệt, có tông màu hồng. Đa số là khách Hàn Quốc. Hẹn bán cơm tấm 2,50 Tương Định, cơm sườn 30.000, cơm gà 35, cơm sườn bì chả 40.000. Nhìn cơm hấp dẫn ha. Quán cơm ở Sài Gòn thì đa phần trung bình giá từ 30-50.000 đó. Thời buổi khó khăn, người ta bán cũng giá bình dân. Đây có một khu nhà sau bỏ trống rồi. Khu này nhà này như chung cư gì đó, nó rất là lớn nha. Ở dưới có xe bột chiên,
xong người ta vẽ trên tường lùm la vậy ta. À, con đường Hai Bà Trưng là con đường mà phải nói là rất là nhiều những cái mặt bằng bỏ trống cho thuê thế này nè, rất là nhiều luôn ha. À, ngày nay rất là lâu rồi nhưng mà ngày nay vẫn chưa có hồi phục. Hôm nay Blend TV làm nguyên một cái series đi bộ lòng vòng khắp các con đường, từ nào máy hết pin thì về. Nên thật ra có những video clip nó trễ ngày so với bình thường thì chị và các bạn thông cảm ha. Hôm nay là ngày chủ nhật, ngày cuối tuần, ngày 5 tháng 5. Nhưng mà với những nội dung này thì ngày tháng thì nó cũng không có ảnh hưởng gì lắm, tại vì cũng không có sự kiện gì. Với lại cũng cách nhau vài ngày thôi. Một lần vì nói trước để nhiều khi có cô chú anh chị nói một lần vì lấy clip cũ lên up, nhưng mà không phải, do là đi hàng loạt các clip gì đó rồi chia nhau up trong tuần, nhiều khi có những ngày không có đi đâu đó. Xe đông và người nước ngoài qua đường luôn, quá à. Dữ. Gì này mạnh dữ. Với lại tuần này cũng có thể là mưa nhiều á, cho nên hôm nay đi rồi mấy bữa nữa nếu mưa không có dịp đi ra đường thì cũng có clip để chia sẻ bà con cô bác. Đây là khu công viên Lê Văn Tám, cũng như là nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi ngày xưa. Ngày đây có một cái chỗ mà người ta bán cái gì, bán món gì, gỏi đu đủ, đông lắm, tập trung rất là nhiều người ngồi đây, rất là đông thực khách. Nó bán bên đường nữa nè, người ta ngồi đây, người ta bên đường người ta bưng qua. Ở công viên này thì buổi chiều rất là đông, người dân đi tập thể dục, chạy bộ. Ngoài nhà thờ đổ chuông ha. Ủa, mới năm mấy đổ chuông hả ta? Đổ chuông là tang lễ hay là bắt đầu làm lễ ta? 5:30. Tính ra cũng mấy tháng rồi Blend TV mới đi bộ lại ở khu vực này nè. Mấy bữa là dịp Tết đó. Để giống bữa rồi.
bãi xe này rất là nhỏ. À, gửi xe ở đây quái lắm, mỗi khi lấy xe cũng đông, mà chờ tới lượt vô gửi cũng đông. Bãi xe có một hàng xe à, hàng rưỡi à. Ở Sài Gòn nhiều khi công viên lớn vậy mà không thiết kế được cái bãi xe mà nó coi được ha. Ở đây mình lỡ ai đi xe hơi là thua, không có chỗ. Bởi ở Sài Gòn người ta cũng ít có nhu cầu mua xe lắm, nhiều khi có đi đâu thường thì mới mua chứ bình thường cũng đi taxi hết. Giờ đường xá nó cũng phát triển hơi chậm hơn. Ra đây là Điện Biên Phủ. À, đây có để cái bảng nè. À, công viên đi lại 150m nữa. À, nhà vệ sinh thì 200m nữa. Ai mà gấp tới đây nhìn thấy số 200 cái là xỉu. Mà cũng khó à. Đâu thể nào mà xây nhà vệ sinh khắp nơi được. À, rồi, chúng ta qua đường. Ê, kịp không? Hên quá. Nên giờ đi vô quán cà phê là đã luôn á. Trời đang nực nổi. Dù bầu trời mát mẻ nhưng mà rất là nóng, không có nắng nhưng mà cũng hầm á. À, con đường Hai Bà Trưng là con đường mà phải nói là rất là nhiều những cái căn nhà mà bỏ trống thế này nè. Ngày nay nó hơi là hoang tàn. Có nhà thì đang sửa, có nhà thì bỏ trống. Có nhà thì đóng cửa luôn. Ở bên đây có quán 179 Hai Bà Trưng ha. À, cái địa chỉ này lúc trước là khu Sài Gòn Square nè. Này là Chill House 179 Hai Bà Trưng. À, một khu đất rất là lớn ha. À, có bãi xe hơi luôn, có bãi xe máy luôn. À, nhà hàng rất là lớn, không gian rất là rộng. À, nhờ đi thế này thì Valentine TV cũng tập hợp được rất nhiều những cái địa chỉ, những cái nhà hàng. Có nhiều của chú anh chị khi mà lâu rồi không có dịp đến Sài Gòn đó, thì không biết hàng quán nào đó, cũng có hỏi thăm Valentine TV, cũng chia sẻ vài địa điểm đó, hy vọng vài địa chỉ để gửi anh chị tham khảo ha. Những nơi ăn uống, khách sạn, rồi homestay, căn hộ. Nói chung là kênh Valentine TV cũng lâu năm lắm rồi.
tập hợp cũng nhiều địa chỉ, địa điểm. Từ xưa có thời gian thì cũng hay đi ăn chỗ này chỗ kia buổi trưa hoặc là buổi sáng hay là cuối tuần với nị. Nhưng mà độ này thì hơi không có nhiều thời gian cho nên chương trình đi ăn uống cũng giảm. Đây là ngã ba đường Nguyễn Văn Thủ. Bên này là khu lãnh sự quán Trung Quốc. Trung Quốc hay Đài Loan ta? Cái bảng khó coi quá. Ngày này có một cây cổ thụ rất là lớn ha. Ở dưới có quán Warizon. Quán nhậu Warizon 173. Dưới có cây cổ thụ, nhìn thấy tủa quá trời rễ luôn. Cái này mà trong một cái khu rừng nhìn thấy cây này cũng khách hồn luôn. Con đường này cũng khá là dài, chắc cái clip của Blink TV đến đây tạm dừng. Mình sẽ đi tiếp một đoạn nữa, đi tới Bến Bạch Đằng. Hy vọng Blink TV cũng chia sẻ giúp cho anh chị và các bạn thấy Sài Gòn nó gần hơn với chúng ta mỗi ngày ha. Nhưng mà lâu rồi chưa có dịp về, thì hôm nay cũng như mình đang đi bộ ở đây vậy đó. Đây là giao lộ Nguyễn Đình Chiểu cũng như là Phan Đình Phùng ngày xưa với lại Hai Bà Trưng. Một lần nữa Blink TV xin chân thành cảm ơn và kính chúc tất cả của đứa anh chị và các bạn lúc nào cũng an lành, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Giờ thì hẹn gặp lại trong những video clip lần sau.